Hello, hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Và hôm nay có một cái sự kiện khá là hot các bạn ạ, chính là đằng sau cho rồng nhưng mà là tên là nó khác, gọi là Friday Frenzy các bạn ạ. Mới hôm là Empower Frenzy, hôm nay là Friday Frenzy. Tiếc nhờ, con hai Snow mình có rồi các bạn ạ, nhưng mà không có bán bằng game để nâng sao cho rồng Heroic. Ngồi qua qua đang tiếc luôn các bạn ơi, đâu bán bằng game thì đầu tư ngon rồi. Phải không ta? Mình nhớ là con hai Snow mình có rồi mà nè. Này, triple offer các bạn ạ. Từ từ mình sẽ mua và nâng cho Heroic nhá. Đây, Black Friday Frenzy. Ở đây thì sẽ có 32 con rồng bán trong shop mỗi ngày. Everyday các bạn ạ. Rồi, Zeal Classic Off Shop cũng bán luôn. Và kèm theo đó là nâng sao cho rồng. Vô xem thử cái em nào ngon ngon không các bạn. Gọi là quá ngon, quá ngon, quá ngon luôn. Rồi. Rồi nhận đây. Nãy mới định làm cái gì ta? Mới định coi con hai Snow. Đúng rồi, coi thử biết hai Snow có chưa các bạn. Bạn đợi xíu. Hai Snow the Dragon. À, lâu tại mình các bạn, lâu tại mình chưa có con này. Tức thế nào? Nếu mình có con này đầu tư đến năm sau cũng được các bạn, tại vì con này mình thích nè. Con này mình thích nè, mình để ảnh đại diện nó mà. Tiếc quá, tiếc quá. À, rồi, đây 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 xem chúng ta đi xem rồng. Xem rồng thử hôm nay bán gì? Hôm nay bán gì ngon không? Bán tùm lum hết các bạn ơi, bán đủ loại rồng hết đấy. Mà vấn đề là coi thử có rồng xịn hay không nha. Có rồng xịn thì mới đầu tư. Không có rồng xịn các bạn ạ. Vậy shop up bán gì? Shop up bán cũng bình thường mà ta. Sao nghe thông báo thấy xịn lắm mà. Nghe thông báo thấy chuyện mà mấy rồng này bán hết sức là bình thường các bạn ạ. À, bình thường như cân đường hộp sữa mà, có gì ghê gớm đâu nhỉ. Để mình mua hai con Aebix nha các bạn. Khi nào rảnh rồi summon bài Aebix sau nha. Mình thấy nó hết sức bình thường như cân đường hộp sữa mà nè. Sao thông báo có vẻ ghê gớm nhỉ. Mà không sao, ở đây chúng ta có một sự bù đắp đó, về đó là về nâng sao các bạn ạ. À, rồi và ở tập này chúng ta để từ từ làm một vài tập các bạn ạ. Chứ mình lăn một lần một đống luôn thì nó thành ra là nó xem các bạn xem trong một tập nó mãn nhãn, nhưng mà mình lại thành video nó ít hot hơn các bạn. Thì bây giờ sẵn sự kiện nó còn dài, mình sẽ làm gọi là tập lẻ các bạn. Hôm nay nâng Kama the Dragon, ngày mai nâng Hai Vô Đô the Dragon, ngày mốt nâng Corrupted Legend the Dragon. À, được không các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi nâng con Kama trước ha. Chúng ta chơi Kama nha các bạn. Con rồng Kama đánh đấu trường ánh sáng, quá đã quá đã. Rồi, các vị như chúng ta không nghe được tiếng của nâng sao các bạn ạ. Bên này nó chưa lót tiếng nâng sao. Chúng ta đánh với cờ A R M A. À, cả hai con nha. Hai con mà nâng một con thôi các bạn ạ. Còn một con là để đấy, để đấy khi nào có đi bán ốp thì tính ha. Rồi, giờ bé này mình sẽ nâng 5 sao các bạn ơi. 3 sao này. Lắp. À, cả nhạc là hoành tráng chưa? Bé này 5 sao thôi, quýnh đã lắm các bạn ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. 3 sao. À, các bạn còn có ý tưởng về con nào rồng nào mạnh mà mình chưa nâng sao thì các bạn đừng quên comment ở dưới nha. Mình đọc của mình thấy thì mình sẽ xem xét để có năng nên nâng sao con rồng mà bạn comment không nhé bạn. Tất nhiên là con rồng mà bạn comment thì nó phải thuộc dạng là Heroic hoặc là Mythical cấp 10 mạnh đồ, như các kiểu Vampire Titan đồ, các kiểu Kama Dragon đồ, các kiểu đấy thì mình mới nâng nhé bạn. Cho mấy cái con mà ví dụ như bạn comment con rồng rồng lê gần thường thì chắc là khó nha, khó rồi. Ok, lên luôn. Cơ hội đã đến. Bé đầu tiên trong tập này. Kama Dragon lên 5 sao nha.
Ôi, mát cây các bạn ạ, à. Quá đã quá đã. Rồi, ok, xong một bé. Rồi, và cái này ha, đợi, 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 đợi. Ví dụ như 2 vô đô chẳng hạn, các bạn đợi nhá. Tập sau nhớ các bạn ơi. À, cái này tập sau nha, giờ nhắn phát đi. Ok, tập sau rồi mình sẽ nâng con này cho các bạn xem nha. Này để dành từng con một, có từng series phim quay từng ngày. À. Rồi, mình thu trái cây xíu các bạn ạ. Tính ra là bây giờ là lại thiếu food các bạn nha. Thiếu trái cây để cho Rồng An lên level 70 các bạn nha. Ây da, có bonus luôn này các bạn ạ. Ngàn rưỡi một ngàn một một 115 triệu này. Chơi không ta? Nếu mình chơi như thế này phí 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 game các bạn ạ. Mình chơi thế mình cảm thấy nó cảm giác như nó bị phí game đấy. Trong khi trái cây thì trái cây mình thu một ngày là 15 m, một ngày 15 m thì khoảng tầm, ủa lỗi gì vậy ta? Rồi mình quay lại đây các bạn, hồi nãy nó bị lỗi gì mình cũng không hiểu nữa, thu vàng mà cũng bị lỗi ta, kỳ lạ nhỉ. À, nó là vấn đề hồi nãy, trái cây thì một ngày mình thu được khoảng 15 m các bạn ạ. À. Thì khoảng một tuần là mình có thể cho một con rồng lên level 70 rồi. À, thu trái cây free đấy các bạn ạ. À. Nên là thành ra là mình nghĩ là không nên dùng game để mua. Như thế thì nó được một lúc chứ nó không được lâu dài các bạn ạ. À. Nói chung mình chơi lâu dài thì mình cũng được. Mình cũng đủ trái cây cho tất cả những con rồng mà sau này sẽ lên được 70. À, nên là chắc là mình sẽ không mua nha các bạn. Thà 1.500 game đó. Chúng ta để chúng ta ví dụ như đập hôm qua đấy, như tập trước đấy, đập hai rương mở rồng thì mình nghĩ là nó đáng quý hơn các bạn, sử dụng nó gọi là hợp lý hơn. À. À, hôm nay ra skin mới con rồi nè các bạn, skin gì ta, skin đây là magic con, đúng rồi magic con các bạn, magic con. Rồi, chắc này và ráng chăm ngày là vào 3 lần 4 lần thu trái cây các bạn ạ. À. Thu trái cây để cho rồng lên max level. Rồi, ok, bây giờ chúng ta đi combat nhé. À, cho bé Kama đi combat liền. Bạn biết đấy, Kama thì cũng quá đã rồi. Ghê chưa? Hai con corrupted giữa Kama. Đây Korea Gross Gamma Dragon, ok. À, xung hai bên cánh tay phải Corrupted Chaos, cánh tay trái Corrupted Legend. Corrupted Legend chắc tập sau hay tập sau nữa vậy đó, sẽ lên 5 sao nha các bạn. À. Rồi rồi rồi, đây qua đây qua đây, chậm 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 cho nó vang game khổ. Gan Cloud à, chưa lót được đúng không bạn ạ, 5-6 ngàn đam, hiện tại nó mới level 50. Bấp bấp được bấp các bạn ạ. Như hồi trước mình đã review kỹ các bạn sẽ biết rồi nhỉ. Nếu mà bây giờ mình đánh skill chiến binh thì nó sẽ là không nhân không bằng không, không nhân hai bằng không các bạn ạ. Quên quên nhân hai nhưng phải nhân không. Đó, nên thành ra mình sẽ đánh skill lá 131 ngàn đam. Vậy nếu nó nhân hai lên một lần nữa, nếu mà khắc hệ đó là sẽ là 260 ngàn máu. Quay wow, 260 cũng to đấy các bạn ạ, to to đấy. Con nào 260 máu đâu? Con Heroic, no, con Heroic là 260 ngàn máu. Còn con rồng Legend là 220 ngàn máu. Con rồng Legend đi đi chắc mới mới 50 thôi các bạn. Mới 50 rồi. Tiếc nhờ. Tiếc quá các bạn ơi, mình không nâng được 5 sao cho các bạn xem. À nhầm, mình không nâng được 70 cho các bạn xem review kỹ hơn sức mạnh của nó khi nhân ít 4 đam sẽ là to đến đâu các bạn ạ. À, mà các bạn thông cảm nha, đợi nha. Nào, nào giảm đam nè. 55.000 đam là đam tay thường của nó. Dạ, một mớ quét luôn các bạn ạ. Mớ quét luôn đấy. Lá skill lá đã được gọi lót rồi các bạn ạ. Legend
Hôm bữa mình nhớ có đánh một lần mà nó nhăn hai mít các bạn. Đánh từ đầu trận đến cuối trận mà nó không mất máu giọt một lần nào luôn mà. 20% đôi lúc mình thấy nó to thiệt các bạn. Không biết sau này nhà phát hành cái nép xuống còn 10% không nữa. Nếu mà tỷ lệ mở ra rồng rồng Heris được cái kiểu 25%, 20% thì chắc có vẻ khác các bạn. Chúng ta sẽ lấy được nhiều rồng hơn. Kama đã ra rồi. Ok. Rồi, chúng ta làm 3 trận. 3 trận language nha. Ta bé Kama đi combat. Rồi, ở đây mình chỉnh nhân 3 luôn. Rồi, đội hình bên kia cũng 5 sao các bạn ạ. Con này 3 sao. Không được bấp rồi. Bấp lên. Đấy, bấp lên. Về thành luôn này. Về thành. Quá đã các bạn ạ. Thấy bấp là mừng. Con này thấy bấp là mừng. Bên bên team địch mà thấy thấy bên này bấp là thôi. Xác định rồi các bạn. Hồi mình nhớ mà con Herit của mình mà 70 đặt cộng 5 sao mà đánh với con Kama mới cái 2 sao đánh không lại các bạn. Đánh thua luôn nếu mà mình không giấu, nếu mà mình không giấu vô là con Herit của mình về thành luôn. Thì là lúc khác đánh quá dữ. À, nhầm nhầm nhầm. Sáu mươi bốn ngàn đam. Bóp rồi, bóp rồi. Này 115.000 máu. Bóp không? Bóp tiếp. Này 248.000 máu. Rạc rạc các bạn ơi. Rạc rạc. Ngồi đấu trường, đấu trường. Đấu trường giờ em nó vào nữa thì ai chịu cho nổi. Ai chịu cho nổi các bạn nhỉ? À, cái hồi bạn nào kêu mình đặt tên con là gì ta, cái gì công phu á mà quên mất rồi, phải ca nhắn tin với mình mà nãy mình mấy nay mình bận, mình ít khi rep tin nhắn của mấy bạn lắm các bạn, tại mình rất là bận luôn đấy nha. Rồi ok, chúng ta cho công phu combat chưa được bấp, chưa được bấp. Quay đầu đấy. Quay à, gì vậy? Em nó mới ra sân mà. Mới có một tuần đầu mà em nó vừa thành rồi. Kiểu này làm ăn gì được ta? Sao rồi, sao em nó vừa thành mất rồi các bạn ạ. Mà dùng 8 game hồi sinh em nó nha. Để cho các bạn xem tập này. Sao nó cũng là nhân vật chính mà đúng không? Cho nó được gọi thoải mái mà tung hoành đấu trường các bạn ạ. Rồi về cái trụ búp thì hiện tại mình không dùng á. Từ từ khi nào bữa nào mình cho bé này lên 70 rồi mình sẽ cho nó combat lại một tập khác ha. Hiện tại thì đang eo hẹp về số lượng trái cây nên mong bạn xem video thông cảm giúp mình ha. Mục đích mình chơi cũng là muốn tiết kiệm các bạn ạ, tiết kiệm game. À, các bạn đừng thấy mà mình có nhiều game như thế mà có một xíu game 1.500 so với 900 ngàn là gì đâu mà không chịu mua cho bạn xem, thì mình xin lỗi các bạn, thật ra ạc này là ạc mình thuê các bạn ạ. Hiện tại số game mình còn có thể dùng 40 ngàn game nữa thôi, phải còn để lại 900 ngàn game cho chủ ạc. Nếu mà mình muốn dùng thêm nữa thì mình phải chi tiền ra các bạn ạ, để mua, thực chất là để mua game để có thể dùng được, chẳng như thương lượng với người ta phải bỏ ra thêm một số tiền để mua thêm, rồi mua thêm 100.000 game nữa để em có thể xài thoải mái làm video đồ các kiểu. À, cái đó lại tốn thêm các bạn ạ. Hồi trước thì giới hạn của mình là 1M. Mình xài nẹt sao nó hết 1M luôn các bạn. Rồi bây giờ rớt xuống còn 900 thì mình đã xin phép được, bây giờ là còn 900 đấy. À, mà giờ còn 40.000 này không biết là tới được mùa nào các bạn. Chắc chuẩn bị tới mùa mãn cầu chôm chôm là hết rồi.
xài xài vượt hạn giới hạn rồi các bạn, không đợi đến mùa quýt được. Con này phải 2 tuần, không được búp các bạn, nó được búp thì dăm ba hay cũng không gian đầu đi thôi các bạn. Rồi 2 tuần nữa, ở đây chúng ta có boulder 5 sao level 67 hurricane này. Nếu mà nó bị ít hai thì vẫn là ăn đòn như thường các bạn ạ. Xem. Rồi, con này tới 3 tun luôn các bạn. Con này máu ở trâu. Rồi, ít hai, ít hai. À, đúng rồi. Mình quên rồi. Không biết mình có nên thử nghiệm. Nếu mà được ít hai mình đem giấu vô không các bạn ạ. Mình đem con rồng này mình giấu vô, rồi cái tool sau mình đem ra, mình lôi ra, mình đánh. Nó lại hợp lý các bạn nhỉ. Nếu được x2 mình giấu con rồng vô, chờ nó có cái khả con phía sau như boulder này. Thì nó ra nó quýnh một skill war cái là con boulder nó vừa thành luôn. Các bạn thấy hợp lý không? Nè, lại trận nữa này. Nếu được x2 thì mình sẽ làm theo chiến thuật nhiều nãy thử nha. Thử giấu được không? X2 không? Giấu vô. Siêu xa già giấu vô. Đánh tụt. À, giả bộ con sau. Giả bộ con này là sẽ bị ít đam. Chúng ta chỉ cần ra. Úi, con nè các bạn. Con nè. Thật sao mà kiểu này ai chơi cho lại. Kiểu này ai chơi cho lại các bạn. Dạng như là nếu mà đội hình đối thủ có con khắc hệ được mình, mà mình khắc hệ được nó thì mình chỉ lỡ mà có được ít hai lần nữa mình giấu vô, chờ tuần sau cái mình ra mình bột nó. Hợp lý không? Hợp lý không? Rồi lúc đó chắc Nga đánh lại đó các bạn. Chiến thuật này thôi ai chịu cho nói. Chiến thuật kiểu này không ai chịu nói các bạn ạ. Rồi phát hiện được một chiến thuật gọi là chùm rồi. Rồi ok, và video đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn gặp lại ở tập sau. Chúng ta sẽ đến với bua Titan của nick bạn Long nha bạn Hải Long. Đấy. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.